Đâu có sống thần thiệt đâu, chỉ là nghi ngờ thôi mà. Dạ Phát dạy cho gọn anh, đằng nào thì mình cũng muốn dân di tản mà. Không được, phát lại nguyên văn văn bản của tôi. Vậy đã phát rồi mà anh. Phát rồi thì phát lại, đính chính lại. Các anh làm như vậy là tội nghiệp dân, biết không? Dạ 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 dạ. Hình như là có báo động thì phải á. Hình như có gì nguy hiểm. Đi. Bà con chú ý, bà con để nghe chú ý con. Có sóng thần, có sóng thần. Đề nghị bà con báo động giả lắm. Chị đang làm gì có sóng thần? Có sóng thần thiệt anh ơi. Tôi chạy hết rồi kìa. Chạy lên. Chị con. Sao giờ anh? Mấy đứa chạy nhanh đi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Mau lên, chạy hết đi. Chạy lên. Anh sao vậy? Nhanh lên. Bỏ đi, không cần tới được kìa. Bắt con chú ơi. Đi đi. Bắt con nữa. Chị ơi, anh Dũng. Trời ơi, trời trong xanh vậy mà sao có sóng thần vậy trời. Tôi nghe. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ dạ dạ. Đề nghị bà con chú ý. Bà con chú ý. Có sóng thần. Alo. Dạ tôi nghe. Có sóng thần. Dạ dạ. Rồi rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Xong rồi. Dạ. Dạ. Vào phố ngay lập tức. Alo. Tôi Thành đây. Sao? Tin ơi! Tin! Em ở đâu rồi Tin? Tin! Tin ơi! À! Đi! Tiếp em! Anh đi đi! Anh kệ em! Anh không thể bỏ em được! Em mệt lắm rồi! Ừ! Tiếp lên đi! Không người ta đã nát bao giờ! Gần tới khách sạn rồi! Em bỏ cuộc rồi! Em ừ. Mệt lắm! Bỏ cuộc cái gì? Để anh đọc! Anh đi đi! Ừ! Đừng có nói nữa mà! Mẹ ơi, cứu con với. Quân ơi, cứu em với. Quân ơi.
Chào chị. Tôi xin lỗi anh chị là em. Con tôi làm sao? Em Hưng. Hả? Con tôi sao? Trả con tôi lại cho tôi. Trả con tôi lại cho tôi. Mình không thể chết. Mình chết, ai nuôi mẹ và mấy em? Anh có sao không? Chưa An ơi, An, để mình dìu An đi nha. Mình để mình ẵm An nha. Mình tự đi được mà. Thôi An đừng có ngại nha. Ê, anh Dung. Ừ. Việc liên tục đi. Xuống chút. Họ kìa. Dừng lại. Con ơi con. Ba ơi, con đi đâu vậy? Con, ba lo quá. Ba biết rồi, lỗi của ba mà. Đến đi con. Cảm ơn anh nha. Ông nên cảm ơn cậu này nè. Cậu ta đã cứu con đó. Cảm ơn cậu.
Tôi đợi ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu. Chi? Bác đừng có làm như vậy, con mang tội chết á. Cảm ơn. Vào đi. Ủa, mấy em chưa ngủ hả? Dạ, khó ngủ quá anh ơi. Ngủ không có được. Anh cũng ngủ không được. Nếu lỡ hồi chiều có sóng thần thật thì sao anh? Chắc là anh em mình chết hết. Quân rất dũng cảm, Nam cũng vậy. Đâu có, em thấy anh cũng vậy mà. Anh, đây là lần đầu tiên á, em thấy sợ thiệt sự luôn á. Cuối cùng không có sóng thần, báo hại người ta chạy chối chết luôn. Anh, em cũng không biết á, họ báo động cái kiểu gì nữa. Hồi nãy á, em có đọc được một thông tin ở trên mạng. Họ nói là khoảng 9:30 sáng nay, một phi công của Vietnam Airlines bất ngờ phát hiện được một cơn sóng lạ cách bờ biển Nha Trang khoảng 90 km về phía đông, nghi là sóng thần. Thông tin khẩn đó được báo cho cảng hàng không miền Trung. Rồi cảng hàng không miền Trung á thông báo cho trung tâm duyên hải miền Trung, rồi trung tâm cứu hộ Nha Trang nữa, cả đội biên phòng và các cơ quan chức năng khác luôn. Rồi thì chính quyền ở đó loan báo bằng loa truyền thanh. Hèn chi mọi người bỏ chạy hết trơn à. Nhưng mà sao loa lại báo là có báo động sóng thần mà? Tại vì cái người đọc loa thông báo không có rõ ràng. Ủa, sao tụi mình không được học về sóng thần với lại động đất trong chương trình? Ông hỏi tôi hả? Ừ. Ông hỏi tôi hỏi ai? Ông Nam, ở bển á, ông có học qua cái vụ này không? À, có chứ. Tụi tôi ở bên kia được học ngoại khóa. Tất cả các học sinh á đều phải có kiến thức về động đất cũng như sóng thần. Tụi tôi á còn được đi tham quan các trung tâm cảnh báo về sóng thần nữa. Ông Duy, không biết chừng nào tôi với ông mới được học mấy cái vụ này ha. Thôi, học chi, mệt thêm. À, mà hồi chiều anh đi họp ở ủy ban á, họ nói có chuyện gì với anh? Thì người ta đã cảm ơn mình đã cứu con em họ. Với lại họ nói cho rõ chuyện có hay không có sóng thần. Ủa, mà họ nói thì sao anh? Theo Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, cơ quan nghiên cứu động đất ở Việt Nam cho biết, sóng thần chỉ hình thành khi có điều kiện có động đất mạnh xảy ra ở bờ biển và thêm lục địa ở Việt Nam hoặc Philippines. Tuy nhiên chiều nay ông ấy đã đi kiểm tra và không thấy động đất xảy ra. Tất cả các trạm địa chất trên toàn quốc đều không ghi nhận điều bất thường nào hết. Trời ơi, vậy mà người ta làm em sợ muốn chết luôn á. Anh nghĩ du khách cũng hoảng loạn như anh em chúng ta. Ông Thủy khẳng định động đất xảy ra ở bờ biển và thềm lục địa của Việt Nam sẽ không đủ mạnh để gây ra sóng thần. Sóng thần là những khối nước cao khổng lồ trải dài hàng chục, hàng trăm cây số. Nhưng ngay cả trong trường hợp có sóng thần xảy ra tại bờ biển nước ta, với tốc độ di chuyển 700 đến 800 km, nó sẽ tràn vào bờ chỉ sau 1-2 phút thôi, thì không thể nào cảnh báo kịp. Còn nếu sóng thần xảy ra ở Philippines thì nước bạn sẽ thông báo cho chúng ta và sóng sẽ tràn vào bờ biển Việt Nam sau từ 1.5 đến 2 tiếng thôi. Nhiều đó đủ để cảnh báo cho người dân biết. Anh, nếu mà thí dụ mà mình nói như vậy á thì là không có cách nào để báo cho người dân biết hết á hả? Hiện nay Việt Nam mình chưa có hệ thống cảnh báo sóng thần tức thời. Trong 400 năm qua, Việt Nam á chưa gặp con sóng lớn nào xảy ra như ở Indonesia vừa qua. Vậy mấy ngư dân ở trên biển thì sao? Anh cũng không biết nữa. Chuyện này á vượt quá tầm của anh em mình rồi. Thôi, các em về ngủ đi. Dạ thôi anh Trung, ngủ ngon. Good night anh. Bye bye.
đang ở khách sạn. Mình còn sống. Ai đã cứu mình vậy ta? Phải rồi, anh Trung. Anh Trung đâu rồi? Anh Trung sao rồi? Anh Trung. Ủa Chi, em đã khỏe lại chưa? Dạ. Các bạn có sao không anh? May mà không sao. Dạ, em cảm ơn anh Trung. Không có gì đâu em à. Trong hoàn cảnh đó ai cũng vậy thôi mà. Mà Quân cũng đã cứu một em bé. Còn Nam thì cổng an. Dạ. Em đi xuống nhà hàng kiếm cái gì ăn rồi ngủ đi. Dạ. Em chúc anh ngủ ngon. Nước nè. Dạ, cảm ơn anh. Em ổn chưa? Ok anh. Ok mà sao cái mặt vụ vậy? Dạ, cô làm ơn cho tôi gặp nhóm 6 em thiếu niên với anh hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Alo. Dạ thưa anh, có người cần gặp à? Ủa, tụi tôi có quen ai ở đây đâu? Dạ, họ cần gặp anh thật mà. Được rồi, tôi sẽ xuống ngay. Anh nói chờ chút, anh sẽ xuống ngay à? Dạ, cảm ơn cô. Mời ngồi. Anh ngủ có ngon không? Các cháu đâu rồi? Tụi nhỏ còn ngủ trên đó anh à. Hôm nay á, tôi đưa hai đứa gặp anh đây. Dạ, em chào anh. Con bé này hôm qua làm lạc em nó, gọi điện thoại cho tôi, rồi tìm em không gặp, nó xỉu luôn. Mai mà má nó tìm ra nó rồi mới đưa nó vô bệnh viện luôn. May mắn quá. Gia đình tôi muốn mời anh và các cháu dùng bữa trưa hôm nay. Dạ, xin anh đừng có bận lòng. Cứu người là trách nhiệm của mọi người mà. Ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như vậy thôi. Mời anh, mời anh uống nước. Dạ. Alo.
Ờ, em Trung đây. Có chuyện gì vậy anh? Không có chuyện gì đâu chị. Chị đừng có lo. Nó có khỏe không anh? Quân khỏe lắm chị à. Cảm ơn anh. Em có tin này nè, chị nghe xong chắc chắn chị sẽ vui. Anh làm tôi hồi hộp quá à. Có chuyện gì không anh? Em Quân vừa cứu được một em bé đó chị. Ủa, thiệt hả anh? Dạ thiệt chứ. Con trai chị đã trưởng thành và biết sống vì mọi người rồi đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ không có chi. Alo. Dạ nghe. Dạ em chào chị, em Trung đây. Dạ. Em xin báo cho gia đình biết, em Nam á vừa có một hành động rất là tốt. Cần phải bị dưỡng. Dạ, dạ dạ. Anh ơi, khoan đi đã, có tin của con nè. Nó sao rồi em? Em Nam vừa cứu được bạn mình trong lúc có báo động giả về sóng thần. Nam á đã không ngại hy sinh bản thân mình để cứu bạn. Anh chị có sao không ạ? Không không, chúng tôi không sao hết. Chỉ hơi xúc động thôi mà. Dạ 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 chào chị ạ. À. Con mình đã thật sự thay đổi rồi đó em. Không phải sợi dây kia đâu mà lo. Sợi dây kia là quà hồi môn của mẹ chị. Chị không có cho em đâu. Nhưng mà thôi em nhận đi. Chị đi nha. Chị có gì không? Hôm bữa em có nói xấu mấy chị á, cho em xin lỗi nha. Chuyện đó chị đâu có nghe gì đâu. Bye. Cô đã nói với con rồi, đừng có xét đoán người ta nhìn qua vẻ bề ngoài. Ở lâu mới biết con à. Dạ con biết rồi mà. Mình sẽ trả phòng sáng nay để chuẩn bị lên rừng cắm trại. Em không thích lên rừng. Có lẽ là các em sẽ không được quyền lựa chọn. Kể cả việc tụi em không được tự do luôn hả? Trời ơi, chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy trời. Công nhận giọng Duy ngày càng ngày càng sao? Thì manly chứ sao. Duy, lại lên. Dạ. Đưa đây, để mình sạch bụng. Cảm ơn. Em xếp gọn lại quần áo đi. Chờ, anh giỡn. Anh nói thiệt đó. Thôi mà anh, ở đây sao được. Mình đã trả phòng, không quay lại phòng được nữa. Mà anh á thì không chấp nhận việc em xếp đồ đạc kiểu này. Đi đường dài mà xe cũng chẳng phải của riêng một mình đoàn mình. Vậy em thuê xe em đi một mình. Anh không nghĩ em có nhiều tiền như vậy. Bao nhiêu? Mà có đủ tiền thì anh cũng không cho em thuê. Bây giờ thì ngồi yên ở đây đi, xếp đồ đạc lại. Mọi người đang chờ em đó. Dạ. Nè, chuyện gì vậy anh? Em không thấy ba bạn gái xếp đồ nhiều như vậy hả? Mình đi du lịch, mỗi người phải tự phục vụ cho mình chứ. Đúng, đó là bình đẳng. Nhưng em là nam mà. Em là nam, đúng rồi. Em là nam thì em phải giúp đỡ cho các bạn gái chứ. Thôi anh Trung ơi, bạn ấy cũng nhiều đồ mà.
Duy, nhanh lên. Dạ. Rồi đó, mấy bạn lên đi. Chào anh. Nhờ anh coi giùm mấy tụi nhỏ nha. Ok, an tâm. Anh còn lạ gì tôi nữa. Bữa trước có sự cố với xe du lịch rồi đó anh. Ai thì có sự cố, nhưng mà xe tôi thì an toàn tuyệt đối. Nhưng mà lính của ông là đứa nào? Cái nhỏ mập ú đó hả? Đứa nhỏ tôi chẳng hỏi. Thì mập ú nó mập ú, chứ không lẽ nó phì nhiêu. Làm ơn với ông, cái tật hay đưa chồng người khác tới bây giờ vẫn chưa bỏ được. Tôi không hiểu sao mà ông lại làm cái nghề này nữa. Xin lỗi anh à, tại vì tôi giỏi. Bỏ toàn thân luôn. Tôi sẽ quan tâm tới hai con rắn xấu dài cận thị này. Và một cái thùng pin di động này nữa. Còn một con tắc kè hoa sặc sỡ này nữa. Và con nhỏ giống như hai lúa của ông luôn đó. Anh hy vọng lần này các em sẽ tới Đà Lạt an toàn. Sao anh không đi chung với tụi em luôn? Nguyên tắc là anh không đi chung. Anh chỉ xuất hiện khi nào có sự cố. Xe cũng có hướng dẫn viên mà. Anh không thích gặp anh đâu. Anh cũng không thích gặp các em ở nửa đường. Thôi, thường ngồi bình an nha. Mất ước quá đi cô nương ơi. Mình sợ quá. Có gì đâu mà sợ. Lỡ có chuyện gì? Có chuyện gì thì cùng nhau tính lo vậy. Mình sợ. Sao bạn không người lớn một chút cho tôi nhờ vậy? Chào anh nha. Yên tâm nha. Các em, anh đi chung với các em nha. Alo, em nghe anh. Anh nhớ em quá. Nè, bữa nay biết trái ngọt nữa hả? Thiệt mà, càng đi xa anh càng nhớ em. Thôi đi, mới đi có mấy ngày à, học đâu có thói tán tỉnh vậy trời. Mà đoàn đi tới đâu rồi anh? Mấy đứa nhỏ mới lên xe đi Đà Lạt rồi. Anh chuẩn bị đi theo tụi nó đây. Vậy hả? Thôi nha, bè em ha. Xin chào mừng các em đã đến với cuộc hành trình Nha Trang và Đà Lạt. Và sau đây là câu chuyện về các chàng trai lạ. Quý vị có ai thích nghe hộ không ạ? Có. Hò ai ơi đừng lấy.
mấy giờ? Ồ, con này nè, giữa đêm nằm ngủ. Hò, giữa đêm nằm ngủ. Ôm nó mà tưởng. Ngồi đâu? Cứ tưởng, cứ tưởng. Tưởng sao? Mà cứ tưởng ôm cái lu đó bà. Anh đem người khác làm trò đùa hả? Anh có xin lỗi bạn em. Anh có lỗi gì? Tôi có lỗi gì không bà con? Anh xúc phạm bạn đó. À, hóa ra là bạn bè à. Nhưng anh đâu có làm gì bạn em đâu, cô bé lọ lem. Tôi mới phải là cô bé lọ lem gì hết á. Tại sao anh lại nói bạn tôi mập, còn hát chọc bạn đó nữa? Thì ra là như vậy. Anh đâu có chọc bạn em đâu. Anh còn chối nó hả? Anh ta chỉ giỡn cho vui thôi mà. Đúng rồi, tôi đâu có ý gì đâu, tôi chỉ đùa cho vui thôi. Mấy thằng con trai kỳ cục này, bạn bè mình còn không bảo vệ được nữa. Nó đi mới có mấy bữa mà tôi cứ tưởng như là mấy năm rồi. Con cũng vậy đó bác ơi. Không biết là con Chi nó có hòa đồng được với mấy đứa kia không nữa. Cháu Chi nó ngoan mà, con chỉ sợ thằng con của con thôi. Từ ngày cha mẹ nó mất đi, tôi không còn hiểu được nó nữa. Cười đó, được khóc đó. Hồi đó lúc còn nhỏ nó ốm lắm, nó không có mập. Bác sĩ nói tại vì nó bị sốc, cái rồi thay đổi tâm lý, rồi buồn, cái ăn nhiều. Bây giờ nó mập hơn hồi nhỏ nhiều lắm. Mà lỗi cũng tại tôi. Bác đừng tự trách mình, còn thấy Chi đỡ hơn nhiều cô bé mồ côi khác đó chứ bác. Tôi già rồi, sống nay chết mai, cố gắng lo cho cháu được chừng nào hay chừng đó. Bà ngoại xì tin mà già gì bác. Xì tin? Dạ. Đưa tụi em tới nơi, nhưng hành khách trên xe cần gấp hơn, cho nên lý do không chính đáng. Thông cảm cho anh đi mà. Ai kêu chiếc xe 7 chỗ đi? Kêu ai kêu vậy? Không lẽ tôi kêu tôi? Không thấy tôi xách đồ xuống hả? Bye bye mấy em nha. Tụi nhỏ vẫn chưa tới vậy? Anh em nghe anh nói câu này 10 lần trong vòng 10 phút rồi đó. 10 lần? Dạ. Xin lỗi. Dạ không sao đâu anh.
mời. Để Nam giúp ăn nha. Ờ, không sao đâu, An tự làm được mà. Càng ngày càng thấy được á nha An. Lúc này Nam tử Hán ga lăng quá ha. Sao các em tới trễ vậy? Anh hỏi anh hướng dẫn viên du lịch bạn anh đó. Em cũng bỏ được cái tật nói bóc người lớn hả? À, anh ơi, tại vì xe chạy chậm, với lại anh bạn hướng dẫn viên bạn của anh cho xe ngừng ở ngã ba đường. Thôi được rồi, bây giờ các em vô khách sạn đi, nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Dạ. Dạ. Các em sẽ được nghỉ tự do đêm nay. Em nào muốn đi tham quan chợ Đà Lạt thì đi. Ngày mai mình sẽ đi cắm trại, cho nên các em nhớ ngủ sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân. Dạ. Còn mấy nàng điệu á thì nhớ đem theo kem chống nắng, thuốc sức chống mũi cắn và những thứ cần thiết cho con gái. Em đem theo son phấn được không anh? Tùy em. Nhưng anh không chắc là khi em xài son phấn thì chuyện gì sẽ xảy ra với em. Chẳng hạn như là... Như là... Khỉ tới ôm em hôn chẳng hạn. Dám đâu, có một nàng sơn nữ đến hôn em thì có. Nè Duy, ông đừng có tưởng bỏ nha. Ông làm như ông đẹp trai lắm vô. Thôi, mấy em đi đi. Wow, may quá, ở đây có wifi. Ê, cho tôi mượn chơi chút đi. Đợi chút xíu, để tôi nói chuyện với mấy đứa bạn ở bên anh chút. Đợi, đợi, đợi Tết Congo á. Thôi tôi ra ngoài. Bạn đi đâu vậy? Bạn được giao nhiệm vụ quản lý tôi từ lúc nào vậy? Ờ, ok, được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi à. Nhưng mà nhớ về sớm nha. Định làm chung thứ hai hả? Không có cửa đâu cưng. Đà Lạt đẹp quá. Bộ Hân mới tới đây lần đầu hả? Chắc vậy á. Mình đi tiếp đi, đây là lần đầu tiên mình được thấy chợ đêm Đà Lạt á. Đi. Lang thang trong màn đêm, tìm nơi trú mưa, mong cơn mưa buồn kia thôi rơi. Hỡi trái tim mềm yếu kia, vì sao quên đi niềm riêng chất đầy. Lê đôi chân buồn bã, tìm ai sẽ chia. Nhưng không gian lặng yên vô tận, chỉ có ánh sao nhẹ lướt qua phút trao mà. Đang mơ ngày sao trên cao là ánh sáng, và dù tan đi bóng đêm, đôi tim đang tìm nhau, thấy nhau là mơ một mai, niềm hạnh phúc luôn gần bên. Sau trong ngày gian nan ta luôn chung đôi bên nhau, tìm thấy nhau.